Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là pin của Nokia Lumia 535 với tên mã là BLL4A1905MH đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Đây viên pin cũ đang chờ để thay mới pin tại di động cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, di động cao cấp.vn đang là địa chỉ cung cấp tất cả các loại pin của điện thoại Nokia nói chung và pin của điện thoại Nokia Lumia 535 nói riêng thay mới vị các bạn. Khi vị bạn gặp lỗi sự cố liên quan pin của điện thoại Nokia Lumia 535, lỗi hỏng, pin không lên nên chập chờn lúc lên lúc không, phồng rộp, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Hiện nay didongcaocap.vn có mọi loại linh kiện phụ quá trình sửa chữa thay mới điện thoại Nokia Lumia 535 nói chung và pin của điện thoại Nokia Lumia 535 nói riêng thay mới vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của didongcaocap.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới pin, về pin của điện thoại Nokia Lumia 535, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm, xin vui lòng truy cập trực tiếp website www.didongcaocap.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.